Chào mừng anh chị đến với kênh bán hàng của YouTube Trần Anh Ô Tô nha. Anh chị ạ, con Mazda đời 95 hôm nay Trần Anh đã hoàn thiện rồi nè anh chị nhé. Đây là anh chị xem đồng sơn của con xe Mazda đời 95 nhé. Còn con Genche đời 2007 này thì xíu nữa Trần Anh sẽ cho tài xế chạy xuống Cà Mau giao xe cho một người anh trai. Đây nè, con Mazda đời 95 nè anh chị xem nè. Đây là cái chiếc xe cỏ mà Trần Anh bán ra đó. Để đến với tay người tiêu dùng, lúc trước con này rất là xấu nha. Nhưng mà anh chị thấy không, chỉ sau vòng một tuần quay đầu thôi, em nó đã bận thêm một cái áo rất là mới. Con này Trần Anh là sơn lại một nước sơn này nha anh chị nha. Sơn dùng chất sơn AK1 luôn. Nước sơn rất là xịn. Là form dáng của con xe đây. Bốn vỏ là bốn mâm đúc mới choang luôn. Không có một trên đồng sơn là không có một dấu tì vết chày luôn nha. Bốn vỏ rất mới nè, mâm đúc nguyên con. Mazda 626 hàng nhập nguyên rin. Đây nè, form dáng nè. Đấy, có mấy chục triệu thôi anh chị ạ. Xe này có 80 triệu thôi. Mà anh chị thấy cái chất xe không? Trần Anh dám khẳng định đẳng cấp, bán những dòng xe cỏ tốt nhất đến với tay người tiêu dùng nha anh chị nhé. Đẳng cấp là thương hiệu và mãi mãi luôn anh chị. Chất xe rất cọp luôn. Xe này không phải suy nghĩ nhé. Form dáng nè, kính sau nè, ốp inox có toàn diện, nước sơn nè. Nước sơn xài nước sơn AK. Nước sơn rất là xịn, em qua chi tiết nè. Rất ống ánh đó chị thấy không? Nó gần như nước sơn rin luôn. Nó không bằng nước sơn rin nhưng mà nó đẹp. 17, 10 như nước sơn rin luôn. Đó là cái xe có mấy chục triệu thôi đó. Nói chị thấy không? Chất xe bên Trần Anh bán ra đó. Trần Anh luôn luôn thể hiện đẳng cấp phong cách của mình nhé. Chất xe còn mãi với thời gian luôn. Đây là tài xế của Trần Anh tới đây nè. Chuẩn bị lấy con Genche này đi giao cho một người anh trai ở Cà Mau đây. Ở trong bãi xe Trần Anh còn rất là nhiều xe nhé. Đây nè, nội thất nè, con cái này đã được tẩy rửa hết toàn diện rồi, đưa qua công nghệ 4.0 làm đẹp hết rồi nha. Bây giờ anh chị xem nè, em nó trở nên rất là xinh đẹp lộng lẫy luôn rồi. Đó là form dáng của xe nội thất đó. Đó, anh chị thấy chất xe chưa? Em quay cái phần máy cho anh chị xem nhé. Đồng sơn con xe nè. Xe này anh chị không mua, anh chị mua xe gì? Phong cách người sử dụng đẳng cấp đó anh chị. Tuy rằng có mấy chục triệu thôi. Đây nè, ở dưới đây nè, nó có thiếu cái đèn nè. Trần Anh nó mua cặp đèn mới ráp luôn nhé. Ráp cho các anh chị luôn. Anh chị coi chiếc máy nè. Đó, sau khi Trần Anh đã đưa qua công nghệ 4.0 tẩy rửa đó, giờ anh chị xem chiếc máy giùm Trần Anh nhé. Hàng nhập nguyên con, không thiếu bất cứ một thứ gì nha anh chị nhé. Đây nè, khoang máy nè, mới tinh luôn. Đây dàn bếp full nè. Đó, chất xe đó. Mazda 626 đời 95 hàng nhập nguyên con. Hỗ trợ mọi thứ chức năng, điều hòa tự động, chỉnh gió tự động, toàn diện hết anh chị nha. Đó là công nghệ xử lý đỉnh cao đó anh chị. Từ khoang máy xấu trở thành khoang máy đẹp luôn. Từ xe đẹp thành xe xấu luôn. Đồng sơn nó được chỉnh hết toàn diện rồi. Đây nè, là một em tài xế của Trần Anh đây. Chuẩn bị tiến hành đi giao xe cho anh trai ở Cà Mau. Sáng mai anh sẽ nhận được nhé. Đó là cái form dáng con xe nè. Em trai này bây giờ về cái bài con trai mới về Cà Mau. Chắc anh đi ké nó luôn, đó, đúng rồi. Taxi về luôn. Đúng rồi, anh đi luôn đi. Đây nè. Dạ. Đây là một người anh của Trần Anh ở dưới Vũng Tàu đây, đã lên trực tiếp bên salon bên em đây. Hôm nay anh em nhậu với nhau. Anh, hôm nay anh lên đây anh thấy Trần Anh thế nào anh? Rất ok. Rất là hài lòng. Em cảm ơn anh nha, rồi anh em cứ tiến hành với em nha. Đã nói em là như vậy nha. Dạ ok. Không có nói rồi. Gì hơn là anh dạ. Em mình chắc chắn thôi. Đúng rồi, em nói một lời mà. Không bao nhiêu. Ok anh. Tình thương đến thương anh em mình vậy thôi. Ok ok. Rồi một lần nữa Trần Anh cảm ơn toàn thể tất cả các anh chị nha. Đó, khách khứa Trần Anh đó. Một ngày em tiếp rất là nhiều khách luôn. Khách hàng lên với Trần Anh Ô Tô sẽ rất là yêu thương em luôn. Em dám khẳng định điều đó. Khẳng định không phải vào những lời nói, khẳng định bằng cái chất xe em bán ra cho toàn thể tất cả các anh chị nha. Trần Anh luôn luôn thể hiện đẳng cấp phong cách của một người bán xe cho anh chị. Chất xe còn mãi với thời gian luôn. Làm cho tới bài luôn, làm cho hết bài luôn để phục vụ đến tay người tiêu dùng nha. Đó anh chị theo khách của Trần Anh đấy. Lên tận nơi rồi.
đã mua xe bên Trường Anh rồi nhé. Mỗi tay bữa nào anh em mỗi tay bữa. Ok anh. Yeah. Dạ dạ dạ. Hồ sơ anh chị rút hồ sơ cho anh luôn, anh cầm trên tay đi. Rồi. Đó. Mỗi tay một bữa. Đó. Anh chị thấy vui không? Anh em làm việc rất là vui vẻ. Có những đội ngũ chuyên nghiệp lắm. Dạ. Tí ơi, sẵn chở nó về luôn đi. Ừ, khỏi tốn tiền xe. Từ bữa anh em đi chung mà. Dạ dạ, tiết kiệm tốn tiền xe đi anh. Rồi. Đó, phong dáng này anh chị thấy không? Tốn tiền xe nhiều hơn nữa. Một lần nữa Trường Anh cảm ơn toàn thể tất cả anh chị nha. Mai Trường Anh lại tiếp tục nhập về những mẫu xe nữa hot nhất thị trường năm 2019. Một lần nữa Trường Anh xin cảm ơn, xin hẹn gặp lại. Em xin chào.